Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24h. À tới các bạn trong video ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ chia sẻ tới các bạn uh, công dụng cũng như là cơ chế hoạt động của sản phẩm khẩu trang chống bụi mịn KF94 đến từ Hàn Quốc này, uh, cũng như là hướng dẫn kỹ hơn tới các bạn là cách nhận biết một sản phẩm chính hãng. Như các bạn đã biết thì hiện tại tình trạng ô nhiễm không khí tại Việt Nam, nhất là ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh uh, đang đứng nhất nhì trên thế giới hiện nay. Thế nên là việc chúng ta bảo vệ cơ thể để tránh khỏi các tác nhân gây hại từ không khí, nhất là bụi mịn, thì luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Mọi người thì thường chọn các loại khẩu trang được bán ngoài hàng quán như là khẩu trang y tế, loại 2.000 một chiếc hay là những loại khẩu trang vải bình thường. Tuy nhiên thì Kiều Anh xin đưa ra lời cảnh báo rằng những loại khẩu trang này không hẳn đã phòng chống được cho các bạn việc ô nhiễm nhất là từ bụi mịn. Thế nên khi muốn bảo vệ cơ thể hoàn toàn các bạn hãy nên sử dụng sản phẩm khẩu trang chống bụi mịn KF94 đến từ Hàn Quốc này Vậy tại sao Kiều Anh lại nói là sản phẩm khẩu trang chống bụi mịn KF94 đến từ Hàn Quốc này tốt? Là bởi thứ nhất, sản phẩm khẩu trang chống bụi mịn này được thiết kế từ vài không dệt Với lớp ngoài và lớp trong Còn ở giữa thì sẽ được có một màng lọc bụi đặc biệt Và ngay bây giờ thì không để các bạn chờ lâu hơn nữa Kiều Anh sẽ bóc sản phẩm này Để các bạn có thể là có cái nhìn kỹ hơn về sản phẩm khẩu trang Cũng như là cách nhận biết sản phẩm. Ở đầu tiên thì chúng ta có thể thấy với thiết kế của sản phẩm này thì trông khá là cao cấp. Ở bên ngoài thì sẽ có tem tiêu chuẩn sản phẩm cũng như là mã code QR này để các bạn có thể là kiểm tra thông tin của sản phẩm ngay trên điện thoại của mình. Ngoài ra nữa thì sản phẩm này đằng sau cũng sẽ có hướng dẫn sử dụng các bạn. Ờ, ngoài ra đặc biệt là sản phẩm này nếu như các bạn còn đang lo lắng là chúng ta có mua phải hàng giả hay không thì hoàn toàn yên tâm bởi với cái mã vạch ở dưới thế này thì các bạn có thể hoàn toàn kiểm tra toàn bộ thông tin sản phẩm một lần nữa để an toàn hơn cũng như là để yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm ở ờ, bây giờ thì kiều anh sẽ bóc ra để các bạn có thể là quan sát bên trong đây chúng ta có thể thấy thì ở phía bên trong sản phẩm ở chiếc khẩu trang này thì có thể là khi mở ra các bạn thấy nó không có gì khác so với khẩu trang bình thường Tuy nhiên thì các bạn đừng nên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá cơ chế hoạt động của đó Bởi sản phẩm khẩu trang chống bụi mịn này với form dáng 3D được thiết kế như thế này thì khi sử dụng các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm, à, nhất là đối với những chị em phụ nữ mà đang trang điểm ra ngoài được thì chúng ta không phải lo là lớp trang điểm hay là lớp son môi của mình bị dính vào đây. Bởi với thiết kế như này thì khi sử dụng vô cùng rộng rãi và thoáng mát. Đặc biệt sản phẩm này thì được thiết kế từ vải không dệt ở lớp ngoài như thế này và lớp bên trong thì sẽ là từ vải không dệt. Tuy nhiên thì ở lớp giữa của sản phẩm khẩu trang này thì lại được thiết kế một lớp màng lọc bụi vô cùng đặc biệt. Ở với màng lọc này thì nó sẽ ngăn chặn các hạt bụi mịn đi vào cơ thể của chúng ta cũng như là ngăn chặn các tác nhân gây hại từ môi trường. Ở đặc biệt là với những anh chị em mà chúng ta phải đeo kính thì khi đeo khẩu trang chúng ta rất sợ là thở thì hơi của chúng ta sẽ làm mờ kính và không nhìn thấy đường đúng không ạ? Ở tuy nhiên thì với sản phẩm khẩu trang KF94 đến từ Hàn Quốc này thì anh chị em có thể là hoàn toàn yên tâm. Bởi khi chúng ta đeo lên như thế này thì cũng sẽ không gây mờ kính, bởi sản phẩm này thì được thiết kế là với màng lọc đặc biệt như kiểu anh vừa chia sẻ. Thế nên là nó sẽ thoáng mát cũng như là lọc khí ẩm ướt ra ngoài để chúng ta không bị khó thở hay là bị khó chịu khi là đeo khẩu trang. Ngoài ra nữa sản phẩm này thì còn có thiết kế là các size có size S và size M. Ngoài ra thì nó còn có là thiết kế dành cho trẻ em từ 4 tuổi trở xuống. đặc biệt với thiết kế là dây chun như thế này thì khi chúng ta đeo lên tai như thế này thì anh chị em có thể là hoàn toàn yên tâm ở à, Chúng ta sẽ không bị đau ở mang tai hay là khiến cho mang tai của chúng ta bị rát ở ngoài ra với loại khẩu trang được thiết kế đặc biệt như thế này à, thì nó có thể là ngăn chặn à, lên tới 95% các loại bụi mịn khi chúng ta ra ngoài đường. À, như vậy thì khi sử dụng sản phẩm này thì các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm. Chúng ta có thể là ngăn chặn được các tác nhân ô nhiễm không khí cũng như là các loại bụi mịn tấn công vào cơ thể khi ra ngoài đường đúng không ạ? À, nếu như các bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, không mắc các bệnh viêm phổi, viêm phế quản hay là các bệnh về đường hô hấp thì hãy ngay lập tức sử dụng sản phẩm khẩu trang chống bụi mịn KF94 đến từ Hàn Quốc này. À tuy nhiên nếu như các bạn còn đang thắc mắc rằng chưa biết mua sản phẩm này ở đâu để có thể là mua được hàng chính hãng cũng như là an tâm trong quá trình sử dụng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904363985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm khẩu trang chống bụi mịn KF94 đến từ Hàn Quốc như thế này. À, các bạn thì cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng qua clip ngày hôm nay thì các bạn đã có những thông tin cũng như là nắm rõ hơn về cơ chế hoạt động của khẩu trang chống bụi mịn ks 94 đến từ Hàn Quốc này. Ở kiểu Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.